tìm thấy thi thể cuối cùng trong gia đình có 6 người bị đá trá vùi lấp. Sau những nỗ lực không mệt mỏi trưa 18 tháng 10, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã đưa những nạn nhân ra khỏi hiện trường sạt lở vùi lấp. Trưa 18 tháng 10, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị xác nhận, sau gần một ngày nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng chức năng đã tìm thấy những nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở khiến 6 người ở thôn Ta Rùng, xã Hốt bị vùi lấp tử vong. Trước đó vào tối 17 tháng 10, một vụ sạt lở đất đá đã vùi lấp 6 người trong một gia đình. Nhà anh Hồ Văn Phơi, 35 tuổi, ngụ thôn Ta Rùng, xã Hốt, huyện Hương Hóa, Quảng Trì. Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ đã có mặt và tìm thấy thi thể hai mẹ con, bốn người khác vẫn đang bị đất đá vùi lấp, chưa thể tìm thấy vụ sạt lở làm giao thông vào thôn Tà Rùng bị chia cắt, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đến 11 giờ 40 ngày 18 tháng 10, lần lượt 4 thi thể nạn nhân còn lại được tìm thấy. Được biết ngôi nhà bị vùi lấp ở gần núi do mưa lớn kéo dài nhiều ngày dần đến sạt lở. Hiện tình trạng lũ lụt ở Quảng Trị vẫn đang diễn biến phức tạp, các lực lượng chức năng của tỉnh đang nỗ lực hết sức để giải cứu giúp người dân.